Nhanh tay các chị em ơi, một container vừa về hàng đây, review cho các chị em con máy hot trong 2 năm qua của nhà Lady Chef. Cứ về hàng là cái là cháy hàng. Nào lại đây ạ. Trời ơi, cái con này nó hot dần dần luôn á. Lần nào về hàng cũng cháy hàng cả nhà nhá. Hôm nay may quá, vừa mới về được một tí, chưa có ai tranh giành hàng là phải review ngay cho các chị em con máy. Đố cả nhà biết đây là con máy gì nào. Trời ơi, TikToker rồi trên Facebook review quá trời. Đây. Con này hot quá trời luôn đúng không ạ? Trời, bán thậm chí là còn tranh giành nhau hàng, cháy đơn hàng mỗi một buổi livestream thì thôi rồi ơi. Đây, cực kỳ nhỏ gọn. Làm được gì mọi người? 5 chức năng: xay tinh tố, làm sữa hạt, có cả chức năng dọn rửa luôn, cực kỳ tiện. Tết này thì các chị em chỉ cần nhét ngay cho em con này vào trong vali. Hàng hot trend mà đi hết 80.000 sản phẩm luôn rồi mọi người nhớ. Quá trời các chị em inbox cảm ơn nhà Lazy Chef, bởi vì sao? Nhờ có cái máy Lazy Chef này, uống sữa hạt thường xuyên, dáng thì đẹp, da thì mịn, người thì xinh,